Vâng, em kênh Lan Rừng Cường Hiền. Xin chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị, yêu Lan. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2020. Em lại lên một số video bán hàng. Có một số hôm nay có một số mặt hàng hot, lạ, mới lạ, độc lạ. Năm cây trắng sông Hồng, có năm cây trắng Phú Thọ, ám lá nhựa địch quả và mắt trâu, mắt cua, tre lập. Là toàn bộ năm cây trắng Phú Thọ nha em rất nhiều năm cây trắng Phú Thọ. Đấy, các bác xem này, là số lượng cây mới ấy là em rất nhiều năm cây trắng Phú Thọ. Cây nó cũng có cây nó cũng đang muốn thân ngọn rồi. Nay em có chia sẻ 2 cây năm cây trắng Phú Thọ. Đấy. Những cây năm cây trắng Phú Thọ năm đầu tiên này. Nó phải dài 40 cm này. Các bác thấy nó lớn nhanh. Toàn kia tầm 40 cm. Em chăm rất tự nhiên nhé, cho toàn ăn phân cái phân trâu phân bò đây. Đấy. Những cái kia này rất tốt đấy. Còn đây là bên này em còn 2 giò bạch tuyết, 2 giò 5 cánh trắng bạch tuyết, đây là hồng yên thủy đấy, nó chỉ con ruồi vàng đốt, ruồi vàng đốt hỏng hết lá. Đấy, đây là hồng mỹ nhân, Phú Thọ em có những con tốt lắm này, những con rất tốt. Có khoảng 130 cây Phú Thọ, to cả nhỏ. Em sẽ vào bán hàng luôn. Nay do các bác hỏi cái 5 cây trắng sông Hồng, em lên có nhà anh Cương ở trên thị xã Phú Thọ. Nguồn gốc của nó ra 5 cây trắng sông Hồng, anh có giò mẹ. Nay có mặt bông mới, lạ, độc. Cho các bác sưu tầm. Em sẽ vào bán hàng luôn cho các bác sưu tầm. Em sẽ vào cái đơn số 1 luôn. Đơn số 1 là một cây ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Dòng này là đây, trước khi vào bán cho các bác xem mặt hoa. Mặt hoa của ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ đây. Nó phân phì rất đẹp. Khuôn bông nó rất đẹp. Đấy. Hoa nở tại vườn. Cái dòng ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ thì nó có một đặc điểm là thân lá nó như là mít, lá nhựa dày. Lá thì là như là mít rồi, nhựa dày. Nếu ở Hòa Bình thì có 5 cây trắng là có mít Văn Sơn. Thì đối với Phú Thọ thì nó có cái đặc sản lá nhựa. Ám lá nhựa đi quả Thanh Sơn Phú Thọ. Nó là một dòng thân lá đẹp mà hoa nó cũng đẹp. Đấy. Dòng lá mít nhựa. Đấy. Cái hình số 1 em bán với giá là 2 triệu đồng. Đấy. Có 4 đơn đi quả em sẽ bán 2 triệu đồng. Đồng giá như nhau, dễ rất khỏe rồi nhá, đấy, dễ rất khỏe rồi. Đấy, bác nào nhanh tay lựa được cái đơn nó cũng như nhau thôi, đơn đẹp hơn. Đấy. Hình số 2 vẫn là ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ, đấy, dễ ra cực khỏe rồi, ăn xuống chậu rồi, đấy, ăn xuống chậu rồi. Hình số 2 này em bán giá 2 triệu, cô chú anh chị sưu tầm. Đấy. Em chuyển sang hình số 3. Vẫn là ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Dễ cực khỏe luôn ạ. Dễ cực khỏe luôn. Đấy, các bác nhìn nó xuyên xuống ở cái dưới rồi. Dễ rất khỏe. Đấy. Dễ rất khỏe xuống. Em bán hình số 3 này em bán giá 2 triệu. Đấy. Vẫn là ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Em chuyển sang hình số 4. Vẫn là ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ, dễ cũng cực khỏe luôn. Hình số 4 này em bán giá là 2 triệu đồng.
Anh số 4. Rồi. Bốn đơn đi quả thì các bác ngắm qua. Đấy. Nó tương đương nhau ạ. Tương đương nhau. Rất đẹp, dòng lá nhựa. Em chuyển sang dòng mật bông năm cánh trắng sung hồng. Đấy, trước khi em cho các bác xem mật hoa. Là do có mấy bác cái dòng mật hoa này nó hot, thứ hai là bông nó cũng đẹp. Rất nhiều bác hỏi, nhưng mà em lên ở chỗ nhà anh Cương ở trên thị xã Phú Thọ là anh có sổ là cái bông năm cánh trắng sông Hồng này, sổ lại hai lần rồi, hoa đều rất đẹp. Đấy. Em anh Hiếu lấy được cái Vũ Doãn Hiếu, đàn rừng Vũ Doãn Hiếu lấy về có bán ra thị trường. Cái dòng năm cánh trắng sông Hồng này còn gần như là không có ai có bán ra ngoài thị trường. Là anh Cương anh sổ hoa thì sổ tại vườn của anh Cương trên thị xã Phú Thọ. Thế thì anh đặt tên là năm ở đấy nó gần sông Hồng nên là anh đặt bông là năm cây trắng sông Hồng đấy. Dòng mũi trắng họng gần như bệt là ở ngoài Bắc nhé. Thế anh Cương ở trên thị xã Phú Thọ, đây là bông này nở tại Phú Thọ đấy, nuôi trồng nở tại Phú Thọ. Còn bông này thì họng thì trái tim rất đẹp, họng bệt, họng gần như là bệt đấy. Tuyết cánh trắng tinh, nụ đấy các bác nhìn, nụ trắng tinh luôn. À, nụ xanh đét luôn, xin lỗi các bác, nụ xanh đét. Một bông hoa cân đối tương đối đẹp, đây là bông này nó gần tàn, anh ngắt xuống. Đấy, các bác phân tích bông hoa nhé. Bông hoa rất đẹp, dòng mũi trắng ấy. Đa số các dòng mũi trắng đều đắt. Đấy, nhưng các bác mua rất tinh, các bác chơi rất tinh. Vừa rồi em bán có mấy cái kỳ thôi, có 6 kỳ thôi. Rất nhiều bác hỏi. Đấy, em lên nhà anh Cương thì bây giờ vét được có mấy cái kỳ, anh cắt ở cái thân già ra. Cắt ở cái thân già ra. Mấy khi cắt ở thân già ra nó bé đấy. Này nên là giá nó rẻ hơn những hôm trước đấy. Còn video hoa thì cho các bác đây, bông hoa, bông hoa của năm cây trắng sông Hồng đây. Chụp các góc cạnh cho các bác xem là các góc cạnh đấy. Mũi đều trắng, các góc cạnh nhé. Bông này mà vào miền Nam thì nó sẽ ra gần như bệt mà. Dạng như cả bệt lâm sung. Bông này thì là cái bông nó là sổ nhà dân tự nhiên, không phải là người có tên tuổi lớn nên là không làm thị trường được cái bông này. Còn bông này bông năm cánh trắng rất đẹp. Ra lại em thì cũng lấy về chia sẻ cho cô chú anh chị sưu tầm thôi. Có thể sau này bông này các bác mà sổ lại nó đẹp nữa thì các bác vào miền Nam đẹp nữa thì cái bông này nó cũng ngang những bông lâm sung, những bông bệt khác. Đấy. Thế là cho các bác xem về bông năm cánh trắng sông Hồng, một bông mới hot. Đó là mà đặt tên ở ngoài Bắc này là do anh Cương này nha đặt tên. Nguồn gốc cái cây này thì anh lấy ở trong miền Nam ra. Nó nở hoa ngoài Bắc thì nó không ăn nắng đạt như ở trong Nam. Nếu mà các bác ngoài trong miền Nam thì nó lại ra gần như bệt. Hình số 5. Hình số 5 là năm cây trắng sông Hồng. Đấy, cái kia này đây, kia này chắc là tầm 4 sen thôi. Hai cái bát ngủ này nó đều hỏng hết rồi vì nó là thân già các bác nhé, nó là thân già. Nếu không có em cắt chia sẻ cho các bác ngay, nó là thân già. Đấy. Nên là nhà em bán bát ngủ là những cái bát ngủ nào có khả năng lên thì em mới bán, còn những bát ngủ nào không có khả năng lên nên không bán. Đấy. Nếu như người khác là cứ cắt thì bắt cắt bán nhưng không bán. Hình số 5 này em bán giá là 2 triệu đồng, à 2,2 triệu đồng, xin lỗi các bác, 2,2 triệu. Đấy, năm cánh trắng sông Hồng, hình số 5. Em chuyển sang hình số 6. Hình số 6 vẫn là năm cánh trắng sông Hồng. Đấy, cái này thì nó có một cái thân già này thì nó không khả năng lên nữa rồi. Em nhìn nó cũng biết là nó không khả năng lên nên em không bán. Nhưng mà bác nó là mua thì em vẫn để nguyên này về cho các bác ươm. Để cái mắt này nó không lên nữa. Nhưng đối với nhà em gần như mắt ngủ mà nó không lên, không khả năng lên thì em không bán. Còn các bác mua mắt ngủ nhà em các bác biết rồi, em bán toàn mắt ngủ lên em mới bán, mắt ngủ không lên em không bán. Đấy. Bây giờ nó dở nhất là các bác bỏ từng đồng tiền mua ra, những người không có tiền mua mắt ngủ đâm ra về bán cho cái mắt nó không lên thì em không bao giờ không bán. Nên như cái khúc này mà những người khác người ta bán cái khúc này luôn, bán rẻ luôn, lấy 200-300 người ta cũng bán nhưng mà cái khả năng về nó không lên được. Nên là gần bác nào lấy về thì chăm vì nó thân già. Cụ kỵ khó lên lắm thì bản thân em nó cũng chả làm được lên thì em bán cho các bác. Tôi tặng các bác những cái mắt này thì tôi tặng
Có một cái mắt ở đây này, cắt cắt ra thì em thấy có khả năng nó lên thì em bán này. Đó, có một cái cắt ở cái thân này ra. Mắt này thì nó sưng hẳn lên rồi, nó sáng đẹp. Đó, mắt này nó sưng, nó sáng đẹp thì có khả năng em cắt ra. Hình số 6 này em bán với giá là 2 triệu đồng. Hình số 6. Đó là 5 cây trắng sông Hồng. Một kỳ ra dễ khỏe rồi. Em chuyển sang hình số 7. Vẫn là 5 cây trắng sông Hồng. Cái này thì em có một cái mắt ngủ em cắt ra chia sẻ cho các bác. Đấy, cái đầu lá trên này thì nó bị ruồi vàng châm nhưng nó không có gì ạ. Lá này nó không có gì ạ. Đấy. Hình số 7 này em bán giá là 1 triệu 800 nghìn cho một kg 5 cánh trắng sông Hồng. Em chuyển sang hình số 8. Hình số 8 là có một cái mắt ngủ vừa nói với các bác rồi. Có một cái mắt ngủ 5 cánh trắng sông Hồng này, cái mắt này. Đấy. Mắt này nó lồi lên, có mắt sáng, không phải mắt đuôi, mắt điếc. Mắt sáng rồi. Mà em cắt ở cái đoạn này ra. Đấy. Cắt ở cái này ra. Em thấy có khả năng cái này về cắt là nó sẽ nó lên. Đấy. Đấy, bác nhìn này. Cắt là nó sẽ lên, mắt này lồi lên rồi, không phải mắt điếc thì hình số 8 này là mắt ngủ 5 cánh trắng sông Hồng này em bán giá là 500 nghìn cho cô chú anh chị sưu tầm. Đấy, có những cái đôi mắt ngủ là rất nhiều người gọi các bác, nếu mà trong trong khoảng thời gian đầu mà bán mắt ngủ rồi khoảng là sẽ có người chốt thì các bác sau 4-5 tiếng thì không nên gọi nữa vì có những phút đầu là có người gọi rồi. Bác nào nhanh tay thì sẽ mua được cái mắt này. Em chuyển sang hình số 9. Một kỳ tố đan. Dễ rất khỏe. Đấy, mít mít nữa, người ta gọi mít tố đan này. Dòng lá mít. Đây mặt bông của tố đan đây. Đây tố đan này là em lại lấy của anh Nam Phú Chùa. Hoa sổ tại vườn anh Nam Phú Chùa, bản quyền anh Nam Phú Chùa. Đấy, bông cánh bầu. Anh người ta gọi là mít tú đan đấy. Đấy, thân lá thì xanh sạch như năm cánh trắng. Đấy, các bác nhìn này, riêng dòng tú đan là thân lá xanh sạch như năm cánh trắng, lá thì là mít rồi. Em bán giá là 900 nghìn. À, không biết hình số 9, hình số 9 em bán giá là 1 triệu 7, hôm nay toàn nói nhầm, 1 triệu 700 nghìn cho hình số 9. Đấy. Em chuyển sang hình số 10. Hôm nay có chia sẻ cho các hai cây 5 cây trắng Phú Thọ tách trên giò xuống. Nhưng mà cái cây này thì ấm chậu rồi. Cái cây hình số 10 này ấm chậu, cây hình số 11 thì mới tách rồi. Trước khi bán hàng chia sẻ cho các bác nói rõ. Cây này thì ấm chậu tách lâu rồi. Cây này nó rơi vào khoảng được 5 đến 6 sen. Đấy, em bán chuẩn. Cây vẫn đang đi ngọn, dễ khỏe. Đấy. Dễ khỏe. Hình số 10 này em bán với giá là 6 triệu 500 nghìn cho hình số 10. 5 cây trắng Phú Thọ. Đấy, tại sao bán đắt hơn như này? Vì nó tách lâu rồi. 6 triệu 500 nghìn, chắc là nó phải tầm 6 sen. 6 sen. Hình số 10, 5 cây trắng Phú Thọ 6 triệu 500 nghìn. Em chuyển sang hình số 11. Đấy. Cái này tách nhưng mà dễ nó khỏe rồi ạ. Tách dễ nó khỏe, dễ nó ăn sướng khỏe rồi. Cái này chắc nó ngắn hơn cái kia đấy một tí. Nó phải được tầm 5 sen. 5 sen hơn 5 sen. Hình số 11 em bán giá 5 triệu 500 nghìn. Hình số 11. Em chuyển sang hình số 12. Là hồng mắt cua. Mắt cua là về Hòa Bình hay mắt phải đấy. Cái này cho xem, có bác xem mặt hoa mãi rồi. Bán này chuẩn con giống. Cái này nó còn một mắt ngủ. Cái lá này thì nó bị... rồi vàng nó châm hay là nó hỏng lá thì em cắt đoạn này. Còn nó không có gì, ngọn vẫn đi bình thường. Hình số 12 này em bán giá là 300 nghìn, mắt cua. Em chuyển sang, thôi bỏ những cái này. Hình số 13. Vẫn là mắt cua Hòa Bình. Dễ khỏe rồi. Đây, có một cái mắt thức này, quanh, mua cái này gần được 2 kg rồi. Mắt thức ẩn lên rồi. Mắt thức ẩn lên rồi. Hai kỳ. Em bán giá 200 nghìn. Giá quá rẻ. Giá rẻ tụt quần. Mắt cua Hòa Bình. Em chuyển sang hình số 14. Là một kỳ Cửu Long Cao Phong Hòa Bình. Đấy.
bán chuẩn cửu long cao phong nhá các bác nhá. Các bác đi mua bây giờ người bán cửu long 100, 200, 300 thì các bác đừng nghĩ là mua được cửu long cao phong xịn. Mà rẻ có người bán rẻ thì phải 600 nghìn trở lên. Đó. Đây là cửu long cao phong. Đây này em bán giá là 900 nghìn. Em chuyển sang hình số 15. Là một ki ám mất châu Phú Thọ. Cái này thì nó là tầm đây găng tay của em là 20 sen thì cái ki này tầm 25 26 sen. 25 26 sen nó vẫn đang đi ngọn khỏe. Rất khỏe, dễ rất khỏe. Cái hình này em bán với giá là 1 triệu đồng cho hình số 15 à, mất châu Phú Thọ. Okay. Em chuyển sang hình số 16. Đây là toàn bán mặt hoa ấy nha các bác nhá. Hình số 16 đây là dòng tre núi ngọn của anh Lập Phú Thọ. À, tre thì năm ngoái nó rất đắt, năm nay nó rẻ. Nhưng năm ngoái hai cây tre này phải bán 801 triệu. À, năm nay tre đây là tre núi ngọn. Dòng núi ngọn mặt bông tre tím. Cánh sáp rất đẹp. Dòng núi ngọn thân to đấy. Hai cây tre này hình số 16 này em bán giá là 200 nghìn cho hình số 16. Em chuyển sang hình số 17, vẫn là tre núi ngọn, hai kỳ, rất khỏe, dễ rất khỏe. Em bán giá là 200 nghìn cho hình số 17. Em chuyển sang hình số 18, vẫn là hai kỳ tre núi ngọn, rất khỏe đấy. Hình số 18 em bán giá 200 nghìn đồng giá cho cô chú anh chị sưu tầm vì nó cũng rẻ, chả cần đo đồng đếm làm gì. Em chuyển sang hình số 19, vẫn là tre Lập một kỳ, em bán giá là 100 nghìn. Hôm nay có 19 đơn hàng gửi tới cô chú anh chị sưu tầm. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0349 581 888. Em xin cảm ơn và chào các bác.